trọng mãi trong lòng người dân Việt Nam. Bác là ngọn đuốc chói lọi niềm tin khát khao, mỗi bước đi cách làm vì dân, với tấm thân sức khỏe tuổi già vượt lên gian khó đưa nước Nam oai hùng. Ơi người chiến sĩ ấy nguyện phú trọng Việt Nam muôn năm, bác nêu gương trước đảng trước dân. Ơi luôn giữ lòng son người công sản, không mong cầu danh lợi, cuộc đời cống hiến vì nhân dân quên mình. Nhớ lời bác nói quyết chống tham không có vùng cấm, bác luôn đốt lò chữ tham. Ơi đất nước Việt Nam tươi đẹp rạng danh thế giới, nhớ ơn bác trọng. Trọng mãi trong lòng người dân Việt Nam, bác là ngọn đuốc chói lọi niềm tin khát khao, mỗi bước đi cách làm vì dân, với tấm thân sức khỏe tuổi già vượt lên gian khó đưa nước Nam oai hùng. Ơi người chiến sĩ ấy nguyện phú trọng Việt Nam muôn năm, bác nêu gương trước đảng trước dân. Ơi luôn giữ lòng son người công sản, không mong cầu danh lợi, cuộc đời cống hiến vì nhân dân quên mình. Nhớ lời bác nói quyết chống tham không có vùng cấm, bác luôn đốt lò chữ tham. Ơi đất nước Việt Nam tươi đẹp rạng danh thế giới, nhớ ơn bác trọng. Việt Nam mãi mãi nhớ cậu.